Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình là Biosugi. Thì hôm nay mình sẽ đánh Master Yi rừng theo yêu cầu của một số bạn. Thì mình sẽ lên Master Yi build đồ rõ. Rồi, mới vô mình đang xài mod skin Master Yi siêu phẩm. Mình mới rồi vô mình để quên bấm quay nên mình quay từ lúc này nha anh em. Thằng top của mình nó nãy nó về nó đến mua đồ xíu rồi, giờ top không ai đếp, mình lên mình ăn vạn quái. Quái không phải mới đợt này chắc phải lên level 5 gần level 6 cơ đấy. Phèm thằng top, cho thằng top đi đâu vậy, what the fuck man, thằng top sao chạy xuống bốt này, chạy xuống mít như thế này đâu mấy, nó chôn mình nè, chấm hỏi luôn, gg luôn. Giờ thằng top đâu ta, thôi làm phèm tiếp, nó chạy xuống mít làm phèm tiếp với tận bỏ quái uổng. Chơi luôn level 5 nè, chơi luôn man, chơi bây giờ slow. Ôi chết mẹ, chết mẹ, gặp đe đó, chết mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi, sai quy, đúp 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 đúp. Đúng là đời nếu như mơ chết mẹ rồi. Ngay cuộc đời chó top, tại nó mình phải lên mình đếp top á. Giờ sao đây. Rồi, giờ mình tiếp tục mình farm thôi. Nãy tự nhiên lên top, chết mạng sầm nồi. Giờ ra farm rừng tiếp. Con cua máu không, con cua máu không. Rồi bóc đang combat. Sao nó lại đi hai top ấy? Hình như tem nó không rừng. Cũng không có để ý nữa. Mất cua à. À tem nó rừng là revenge, tem nó không có support. Rồi revenge đang ở dưới boss rồi, mình quay mình cướp rừng hết, cốc sói rồi mình cướp hết. Có nhiều cướp hết. Mẹ kêu là không được làm lâm tặc nhưng mà cùng bằng cùng quá phải làm liều thôi. Quay rừng cướp hết, hai cấp thơm ngon và lờ. Thằng Bích nên thằng Bích ở đâu rồi, sao để con Giê-xu mà nó đẩy chèn Bích vậy, cho tưởng ra con blue luôn. Ăn phải ăn sói xong rồi quay quất con blue luôn mới được à. Để Bích ở đâu ta, sao để con Giê-xu mà nó trơn mình vậy, buồn ấy. Rồi thằng Bích nó xuống bót nó chơi luôn, hiền chi. Giê-xu mình mới tự thân vẫn mà nó động mà không đi găng luôn, thanh niên có Bích chơi má thủ dâm mình rồi. Còn blue con stream quất luôn á. Thằng top mình đi 1 với 2 mà nó cũng không thọt, còn quá là ngon rồi, nãy mình làm fit mạng đi chứ. Hồi máu có blue rồi, mana xài á, xài láng. Phút thứ 7 farm 4 mấy con rồi, khá tuyệt vời, lên găng nè anh em ơi. Garen lên em ơi, level 5 với level 5, chơi mày solo. Rồi chết mẹ ơi, thấy lỗ rồi. Rồi xong, cái điểm rồi, 0-3, tuyệt vời quá. Rồi Garen tích quách đầu man. What, mù mắt nhau rồi. Đúng, thật là tuyệt vời, team tôi anh em. Rồi, là level 6 rồi, con chưa có anti. Họ bật tăng tốc chạy ra luôn, chơi luôn man, trừng phạt vô kiếm luôn. Chạy đâu, mày chạy đâu. Nó là mạnh như con chó. Phèm hổ mít vài con luôn. Từ đầu trận đến giờ mình mới gỡ là được mạng 1-3. Team mình giết 10 chết 4. Holy fucking shit. Tự nhiên ra có mạng xài chơi. Thử rồi nó còn gì không? Hồi mất luôn. Gặp đi đâu cũng gặp sinh gieo như thế này, sao mà chơi nó thông nát át à. Thôi thử còn red không, thôi thử còn red không. Cắm mắt lại, rừng nó que. Ê, Giê-xu. Mình có anti, có trừng phạt luôn. Thôi bỏ rồi, bằng trụ là chết. Ê, bình tĩnh man, từ từ. Để ôi sao boss ở đâu rồi, sao để hang boss mà nó đẩy như thiệt rồi. Vô trụ 2 luôn nè. Mình sẽ lên cái đồ đi rừng màu đỏ trước, vì nó cũng là màu đỏ mà, vì hôm nay mình quyết định lên build đồ red build rồi. Build đồ red build đi rừng khá là mạnh đây, vì build đồ red build là tốc độ đánh với đen mà, nên khá là đẻ. Ờ mít cơ chuối thằng Giê-xu. What the fuck. Hồi mê chuối ngu rồi. Hồi chín quá chín rồi, giờ hái thôi, cái này không hái được nữa là bỏ game. Rồi chém chạy đâu chơi hai trái luôn, hai trái chết mẹ. Ôi nó mạnh đi, oh fucking shit. Giê-xu lướt ở trụ. Giê-xu nó cạn lời với thanh niên này rồi. Rồi kẻ thù lại thôi, nãy nó giết mình. Ê, lại gặp thằng chiến gieo di chuyển nữa. Mình đã thấy hai phải di chuyển ngu người mẹ luôn rồi, rất là kinh hồn. Chơi man, chơi Giê-xu đã cứu tôi. Giê-xu lướt đây. Mẹ ổng chơi kìa, định chơi trả thù xíu mà mấy thanh niên này manh động quá. Rồi lên top rồi, top cho chuối nè, đè rớt phải thơm rồi đó. Garen, nice show.
Nên là combo rất là quả quyết. Không biết mình đánh nó lại nào, thằng này nó giết mình hai mạng. Con chó, con chó vô đây mày, con chó. Trời ơi rồi luôn. Còn tăng tốc luôn luôn. Rồi hết luôn rồi. Điền giấy chó. Thôi phèm hỏi thanh niên top vài con rồi. Họ mít solo thắng luôn rồi. Kinh được. Còn hàng boss nó đẩy xuống nát cái chỗ boss luôn. Giờ solo vô chỗ hai luôn rồi. Phèm tí vời. Chưa đủ tiền. Mới còn nghèo quá. Giết có hai mạng à. Ôi ghê ghê. Boss ăn luôn. Đẩy luôn rồi. Binh đẩy luôn. Đi xuống với Revenge rồi. Xuống đen rồng luôn. Này rồng nước hay sao á. Lấy rồng nước hồi mana với hồi máu cho để. Rồi lông man. Rồi xong vậy. Thằng sinh nhân nó mạnh vậy ta. Gặp ả nó cũng thông được vậy. Kinh gì. Rồi có chuối, có chuối, có chuối. Có chết hay không. Giờ tao hỏi mày chết đây không. Hai trái luôn nha. Không biết hai trái không biết. Rồi đờ. Đại quá. Đại quá, còn trái nữa. Stone đây, nice. Stone trúng rồi. Giờ đến mình thôi, mình quay quét thôi. Ôi với chuối trời ơi. Trời ơi, tự nhiên từ 1-4 lên 4-4. Đúng là đời vẫn tươi sáng. Đúng là do ăn con mẹ nó ở rồi. Ôi, chỗ đồng minh đã bị phá hủy rồi. Ok, giờ lên top gần thôi, gặp thằng Revenge đó, đổ mấy stun đây, bật tăng tốc chơi luôn, bật ti chơi luôn. Rồi, 3, 2, 1, 1, ông ti vô man. Nàng ốc, thằng ốc con rồi, hai cái chuối nữa. Rồi, từ 1-4 lên 5-4, giờ sao đây. Vét luôn, rồi, thanh kiều Vinh nè. Rồi, Vinh đây kế luôn. Cái cuộc đời nhỏ mày cứt. Đơn, mạng này là của tôi, Rồi, sờ. Quái xanh rồi. Đúng là một khởi đầu tốt. Rồi đầu tốt mẹ, nãy phích 4 mạng liên tục luôn, mấy giờ mới xanh lại đường tí. Rồi giờ bới chủ top luôn chứ sao nữa. Khá là xanh rồi, 6 mạng. Giờ mình đang cố gắng lên cái cuồng đao à, màu đỏ lét luôn mà, cái tốc độ đánh với cái nội tại đánh chiếm đôi nữa thôi chứ. Anh nói là như con quái vợt. Rồi ăn chủ ơi, dưới bót mít đồ nó không đẩy được rồi. Giờ ráng bới chủ càng nhiều là càng thắng nhanh. Coi thử còn gì cứu không nè. Còn cốc quốc luôn ơi. Đừng chờ thanh niên gen tính kẻ đó. Còn blue lần nào qua đây cũng có blue. Đời đã quá. Rồi đợi thanh niên gen này, thanh niên gen đừng kẻ nha. Rồi trừng phạt con gái chắc bắp chưa. Mấy thanh niên này nguy hiểm lắm. Ủa nãy cái anti mình mới xàm giờ có lại nè. Ồ quá nhanh. Vô quốc luôn, cái anti là quốc luôn. Ở đâu rồi. Biến về rồi, nhanh thế. Biến lên là biến về, kinh thế hả. Bật E quấn trụ cho nhanh em. Bật E là tay mới tăng lên đó. Ồ, Garen băng trụ rồi, Garen level 9 mà. Mắc hộ bao luôn. Bơ trụ luôn. Bơ đây rồi, combat, anh tay luôn. Chết cha, thằng nhóc con. Nice. Ồ, chui, thanh niên này thì farm, này thì farm, tao còn trừng phạt. Đây mày, tao trừng phạt thiếm cái kèo luôn. Mày nhờn. Ồ, từ 1-4 lên 8-4. Unbelievable, quái xanh. Giờ nhà sẽ lên quốc cái cùng cung. Đấy, lòng cùng đeo Guniso. Ok. Ồ, trái chuối nữa. Anh Tuy hai nữa. Ồ, ok. Anh Tuy luôn. Ý thằng nó con ý. Trời ơi, chém rồi, 8-4. Từ 1-4 lên 8-4 cho bị cái S nữa chứ. Mình không để ý luôn á. Chó được chứ. Xuống hạ chuối. Bật tăng tốc chơi luôn. Hết anh Tuy bật tăng tốc rồi. Chém em. Từ đầu game mà chém đâu. Giờ mày chém lại không. Lại không. Lại hộ bố. Hộ bố, chém hộ bố nha. Thông hộ. Từ đầu game mà chém hay lắm mà. Kiếm tao hay lắm mà thằng này nữa. Ngốc con. Trời ơi, 1-4 lắm. Không, hình như không biết mình phải 1-4 thôi, mình 10-4. Ok, farm hết đợt này rồi. Giờ còn thằng tóc chui. Thằng này, tay chơi luôn. Quay vào chém, bật em lên chém rồi. Rồi mày quay bằng niềm tin à. Bố mày cho mày win à.
còn mang quái farm nó luôn vô farm người đá luôn, vẫn còn hơn quá chưa bị sao. Còn mang máy tóc phèm nốt luôn chứ để làm gì nữa. Giờ mình đang cố gắng lên cái bu gỗ để nhà quốc lên lồng cái rượu đen luôn, khá là giàu rồi. 11 mạng chất 4 chấm hỏi, what the fuck man. Ok mình đã thay đổi luôn cái máy quét để cho nó thành màu đỏ luôn anh em. Giờ giết này, thằng này mình giết nó bao nhiêu lần rồi ta. Mày bắn ti tao, mày bắn e tao được cái gì? Dù sao không bảo mẹ nó cực trò bắn e còn đứng nấp bụi bắt giết mình đi chứ. Thua rồi, không chạy về. Tốc đánh là 177 rồi, khá là phê. Yeah, để có được 3 món đỏ, cái đồ rừng và cái cuồng đeo Guniso và cái rìu đen. Rìu đen mình nghĩ là nó đỏ nhá. Rồi hai thằng này anh ti hai giờ nữa chém luôn bọn tên tóc rồi. Rồi siêu tôn nhiều quá gì. Rồi ngu người luôn, vừa có một pha xử lý đánh chắc đồng đòn, ngu người rồi. Amaron anh em, mình đã có gần 4 món. Phút thứ 22 là mình tự tin là mình có thể ăn được con Amaron này rồi. Rồi giờ này không giúp luôn, mình kêu nó vào vô giúp mà, giáp đâu che. What the fuck, nó không e, nó không win, nó không đúp gì luôn. Nó đứng nó đùa mấy được đúp một cái luôn, thật là nhiệt tình. Holy fucking shit man, tụi mày đứng đó làm cái quần què gì. Đấy Baron, nice sir. Trơ, có con red. Bất luôn. Để đó đi đâu rồi trời. Mình thấy để nãy giờ Zane toàn đi theo mình luôn nha. Ồ, hai cho chuối bê trái kia biến về rồi, thôi cho nó biến về không được. Là chém luôn, trời gây đến cái S nữa, bọn tôi chém luôn. 13 mạng, rồi xanh như trái chanh rồi, cái này đỏ nên là phải xanh như trái gấc luôn nhá. Rồi xanh nữa, gấc mà xanh má ngu người thiệt chứ. Chém luôn, đem gần 300 đem. Chém mà thôi. Chỉ còn Zane cover bút dép hay là tạo khiên là lắc tung mày thôi là mình chém hết. Mình tuyên bố mình cân tem, cân 5 luôn. Zane đi đâu là mình đi đó là Zane nó đi theo. Đấy, sức bộ riêng mình rồi. Mình như nó blue luôn. Đi rừng là phải như vậy, nãy giờ nó cover mình quá nhiều rồi. Rồi xin dây mà vô đây. Mình sẽ cố gắng bê chỗ này xong rồi giết xin dây sau. Thằng của con chơi mày, thằng của con chém luôn như cái máy điện, gần full tốc đánh luôn anh em à. Ôi chém mà trời ơi, trụ mà nó chém kìa, như chém giấy 50 đồng rồi. Rồi thằng này nữa chém luôn. Bên đây kêu không, bên đây kêu không. Rồi không được cái double là không thấy cái bên tay rồi đó. Rồi chém luôn, trời ơi hai chém, trời ơi là trời. 16 mạng tiền gần 4k á. Nó là tuyệt vời. Có Zane đi theo là bất cơ mà nó tử rồi. Nãy giờ thanh niên còn đi theo mình không được mấy chục cái hỗ trợ rồi đó. Đấy, Zane là hỗ trợ nữa. Zane đi theo ăn ký mình không mà được mấy chục cái quyết sạch luôn. Bây giờ mình là sẽ về mua nốt đồ, không quan tâm đến mang này nữa, mua nốt đồ. Ôi coi có các mẹ lại sai luôn. Thôi giờ hôm nay quay rồi. Thôi được rồi. Giờ thôi. Thằng Zane nó cũng về rồi. Bộ của riêng mình nó về thì mình cũng nên về thôi chứ ngay chết nữa. Lên cái rìu bản xài màu đỏ lét luôn. Bản này lên hít kiếm nha. Rồi, hít kiếm đi. Cơn động đất ăn trụ. Động đất này nó gây sát thương lên những cái công trình lớn anh em, trụ sao á. Ăn động đất luôn, có rồng mà không ăn thì để làm gì. Ồ hai cho chuối cái danh. Thằng Zane nãy giờ nó lúc nào nó cũng đi theo mình đó ta. Nô anh niên thấy bạch tỷ là đi theo ngay, nhìn skin là đi theo ngay. Rồi chạy đâu này lúc nào bị giết tao mày thằng nhóc con. Lại cái S. Thằng này nữa chém luôn hai mạng. Nãy thằng kia cái S rồi. Chém cho hồ
Trời ơi, điểm cho ba bạn nãy thằng kia nó không ghét lại quay được kêu rồi. Cái thằng chó Karen mình găng nó như vậy mà đi rơi. Nếu anh em thích video này thì hãy nhớ bỏ lại một like, một share và một subscribe cho kênh mình nha.